Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đan nón len hình con chó. Ở đây mình nón của mình là độ cao của nón là 18 cm, chiều rộng của nón là 40 cm. Các bạn có thể đổi cho bé từ 1 đến 2 tuổi. Để đan được nón, đầu tiên chúng ta sẽ bắt 84 mũi. Ở đây mình dùng len meal và kim đan 4.0 mm. Sau khi đã gầy xong 84 mũi, mình sẽ quay đầu lại và mình đan cái phần gấu nón. Phần gấu nón mình sẽ đan một lên một xuống. Để tạo được cái hoa cái một lên một xuống này, từ hàng hai trở đi mình gập mũi lên mình sẽ đan lên và gập mũi xuống mình sẽ đan xuống. Mình cứ lặp lại một lên một xuống như thế này từ hàng hai cho đến hàng thứ bảy. Ở đây mình đã đan xong 7 hàng của cái phần gấu nón. Lên hàng thứ 8 là mình đã lên cái phần thân nón. Từ hàng thứ 8 trở đi mình sẽ đan phần thân nón bằng cái mũi bọt. Mũi bọt ở đây mình cũng hay gọi là mũi lượng sóng. Cái mũi này nè, khi là mình đan mặt trái hay mặt phải thì mình đều dùng mũi xuống để đan hết. Như vậy mình vừa đan nhanh mà lại cái mũi này nó đều đẹp nữa. Từ hàng số 9 trở đi, từ hàng số 9 đến hàng 48 các bạn đan cho mình cũng toàn là mũi xuống hết. Các bạn nhớ cho mình là đến hàng 48 nha.
Mình đã đang được 48 hàng. Bắt đầu từ hàng 49 này, mình sẽ làm cái giảm mũi để làm cái phần chóp nón. Đầu tiên mình sẽ đan 10 mũi xuống. Tiếp theo, mình sẽ giảm mũi chập trái. Trên ký hiệu của mình là K2TOG. Mình sẽ đan tiếp 8 mũi. Giảm mũi tiếp. Các bạn sẽ lặp lại như thế này cho đến khi nào mà trên kim còn 2 mũi, có nghĩa là 8 mũi xuống chập trái, 8 mũi xuống chập trái, làm liên tiếp như thế cho đến khi trên kim còn 2 mũi các bạn đang xuống. Mặt mặt trái mình sẽ đang bình thường. Bắt đầu từ hàng 51, mình cũng đang tương tự hàng 49, nhưng mà cái số mũi của mình đã giảm đi cho nên mình sẽ giảm theo. Lúc đầu hàng 49 là bạn đang 10 mũi xong rồi mới giảm mũi, thì bây giờ mình sẽ đang 9 mũi. 9 mũi xuống. Sau khi mình đang 9 mũi xuống, mình sẽ giảm mũi chập trái. Tiếp theo mình sẽ đang ở hàng 49 thì mình đang 8 mũi xuống rồi mình chập trái, còn ở đây hàng 51 mình đã giảm đi một mũi thì mình sẽ đang 7 mũi xuống. Rồi mình cũng chập trái. Các bạn cứ lặp lại 7 mũi xuống chập trái, 7 mũi xuống chập trái đến khi còn 2 mũi thì mình cũng đang xuống. Mặt trái á, mặt sau á, thì mình cứ đang mũi xuống bình thường, không thêm bớt mũi gì hết. Như vậy là mình sẽ giảm mũi dần dần đến khi nào mà trên kim của mình còn 12 mũi. Trên kim của mình còn 12 mũi thì mình lúc đó mình sẽ ra kim. Mình sẽ dùng kim khâu để mà lấy số 12 mũi thì ra kim mình tạo vòng tròn, xong sau đó mình sẽ khâu ráp cái phần nón này lại. Mình sẽ ghi cái công thức ở ở trên cái hình clip ra. Như vậy là mình đã đan đủ 66 hàng. Sau khi các bạn đang xong hàng 66, mình sẽ rút cây kim ra bên này. Mình đã xỏ kim ở đây rồi. Mình sẽ vòng cái cọng len qua đây, mình xỏ cái mũi ở đây. Vòng qua đây để mà nó nối lại cái vòng tròn này luôn.
các bạn lần lượt xỏ từng mũi ha. Vậy là mình đã rút cái các mũi này lại thành một cái vòng tròn nhỏ ở trong. Bây giờ mình sẽ khâu ráp nó luôn. Các bạn để ý là mình sẽ bỏ một mũi bè ở bên đây, một cái mũi hạt gạo này nè, mình sẽ tương ứng với một hạt gạo bên kia. Một cái mũi nằm dưới cái đường ngang nằm dưới, mình sẽ tương ứng với một đường ngang dưới bên kia, như vậy mình sẽ không có bị nhầm lẫn. Mình cứ lặp lại như thế này, mình cứ khâu như thế này thì xuống dưới mình sẽ đều hết đấy. Một mũi ngang nằm ở trên tương ứng như một mũi ngang nằm bên kia. Mình đã xong phần nón rồi, bây giờ mình sẽ đan tay. Phần tay thì mình sẽ đan hai cái. Đầu tiên mình sẽ gầy 3 mũi. Hàng 1 mình sẽ đan 3 mũi xuống. Hàng thứ hai mình sẽ thêm mũi, đan 1 mũi xuống. Sau đó mình sẽ nhấc cái mũi ở dưới đây lên. Đan 1 mũi xuống. Đan thêm 1 mũi xuống bình thường nữa. Mình sẽ nhấc thêm một mũi ở đây lên. Như vậy là mình đã thêm được 2 mũi, tổng trên kim bây giờ là được 3 mũi, 5 mũi. Tiếp theo hàng số 3, đan 5 mũi xuống. Hàng thứ tư mình sẽ thêm mũi. Đầu tiên mình sẽ đan 1 mũi xuống. Sau đó mình sẽ nhấc cái mũi hạt gạo này lên để thêm 1 mũi. Đan tiếp 3 mũi xuống. Sau đó mình sẽ dùng kim chái, mình sẽ nhấc cái mũi hạt gạo của cái mũi vừa đan lên để mình đan cái mục. Mình sẽ làm lại. Đan 1 mũi xuống. Từ hàng số 5 cho đến hàng số 6 mình sẽ không thêm mũi, mình sẽ đan 7 mũi xuống hết. Hàng số 7 mình sẽ bắt đầu thêm mũi lại. Đan 1 mũi xuống. Nhấc 1 mũi hạt gạo đây lên. Sau đó thêm mũi. Đan tiếp 5 mũi xuống. Sau đó mình dùng kim chái, mình sẽ nhấc cái mũi này ở dưới đây lên. Rồi, đan 1 mũi xuống. Như vậy trên kim của mình được 9 mũi.
Hàng 11 mình cũng thêm tương tự như ở hàng số 7. Đan một mũi xuống, gãy một mũi lên như thế này. Đan tiếp 7 mũi xuống. Sau đó dùng kim chái nhấc cái mũi này ở đây lên. Cái mũi mình vừa đan. Từ hàng số 8 cho đến hàng số 12 các bạn đang xuống bình thường. Như vậy mình phần tay của mình đã đan được 23 hàng. Hàng 24 mình sẽ vừa đan vừa chiết kết thúc.